Đến đây giờ chúng ta sẽ thực hiện ráp cái phần sợi này với cái đầu khóa của dây lưng. Để chúng ta hoàn thiện dây thì chúng ta sẽ xác định là hai cái mặt của cái họa tiết chúng ta móc ấy, ta xem cái mặt nào đẹp hơn, chúng ta để nó làm cái mặt phải của dây lưng. Đây mình thấy cái mặt này cái mũi bông lúa nó đẹp hơn, nó nổi hơn này. Còn cái mặt này thì cái mũi bông lúa nó cứ bị vướng các cái sợi chéo chéo đây này. Đấy, các cái sợi chéo này thì nhìn nó bị xấu hơn á. Nên là chúng ta sẽ chọn mặt này mặt phải nhá. Thì để đây là mặt phải ấy, thì chúng ta hình dung khi chúng ta ráp cái đầu khóa nó sẽ như thế này. Thế này là đúng chiều. Đây là mặt phải của đầu khóa mà. Xác định đúng nhá. Bạn chú ý cái chỗ này này, chốt này này. Đây mặt phải khi ráp thì nó sẽ phải như thế này. Vì vậy nên là chúng ta sẽ thực hiện ráp này. Chúng ta đặt cái đầu chúng ta cần ráp. Bây giờ chúng ta sẽ cần ráp cái đầu này với cái phần này. Chúng ta sẽ đặt như thế này. Sợi chúng ta đang chờ ở đây. Chúng ta sẽ đâm trở lại vào cái chân mũi đơn chúng ta vừa móc cuối đấy. Móc sợi này lên này. Ta sẽ móc ráp bằng mũi đơn. Móc chặt vào nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ mũi đơn thứ hai. Mũi đơn này, mũi đơn thứ ba này. Rồi. Tiếp tục, đây chúng ta chú ý này, cái chốt này nó phải nằm ở giữa. Mà tổng chúng ta có 6 mũi đơn á, nên chúng ta sẽ cho cái chốt này vào giữa đã. Sau đó chúng ta sẽ móc sang mũi đơn thứ tư này. Mũi đơn thứ năm này. Mũi thứ sáu này. Sáu này tương ứng với cái bính. Rồi. Như thế này là chúng ta ráp xong nhá. Này. Mình lật ra này. Đó, cái đường ráp chúng ta đây. Đường ráp nó sẽ nằm ở mặt trái như thế này. Cái dây của chúng ta đây. Khi chúng ta sử dụng ấy thì chúng ta sẽ luồn cái đầu này như thế này. Và chúng ta sẽ chọc cái phần chốt này ở giữa. Cái họa tiết này thì nó sẽ giúp cho khi chúng ta luồn vào nó rất là dễ. Đây. Thì ở đây chúng ta sẽ được cái dây như thế này rồi, nhưng chúng ta sẽ móc thêm cho mình một cái phần hình tròn để nó sẽ giữ cái phần đầu này cho chúng ta này nhá. Mình sẽ hướng dẫn thêm cái phần đó. Cái phần đó thì chúng ta móc đơn giản bằng mũi đơn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cắt sợi ở đây để chúng ta móc tiếp cái phần đó nhá. Cái phần để giữ lấy cái phần dây này này, cái đó mình không biết gọi là cái gì. Thì mình sẽ móc bằng mũi đơn nhá. Chúng ta móc đơn giản thôi. Thắt một là mắt xích đã này, sau đó móc tiếp các cái mũi bính. Cái độ dài dây bính này các bạn sẽ căn làm sao để nó sẽ đủ bọc lấy cái phần dây này khi chúng ta trồng hai mảnh như thế này, để giữ được để thoải mái chúng ta luồn sợi qua ấy. Để rộng hơn một chút đây, ví dụ như mình móc chừng như thế này mình ướm thử này, không thể giữ được mà. Nếu mà nó rộng hơn thì chúng ta sẽ gỡ bớt sợi ra, áng cho nó đủ đó, nó đủ như thế này là được. Nó căn đủ nhá. Vì cái sợi thì nó có độ co giãn, nhưng mà chúng ta tránh là nó bị nhỏ quá lúc chúng ta sử dụng nó khó. Đây, mình căn đến đây là vừa này. Thì mình sẽ ráp nó thành cái vòng tròn để mình móc luôn. Đây, ráp nó thành hình tròn này. Rồi chúng ta sẽ móc tiếp các cái hàng mũi đơn cho mình lên một bính này, bắt đầu chúng ta sẽ móc nhá. Chân tiếp theo này, một mũi đơn này, chân tiếp một mũi đơn, cứ như vậy chúng ta móc theo cái hình tròn á, móc khép vòng.
Thế là cái đoạn này chúng ta sẽ móc khoảng tầm hai hàng mũi đơn là vừa rồi. Cứ móc vậy đến cuối hàng cho mình nhé. Sau khi móc hai hàng mũi đơn này, chúng ta nhớ là cái này chúng ta sẽ móc chặt tay vào cho mình nhé. Đấy, thì chúng ta được cái phần đai như thế này. Chúng ta sẽ luồn vào cái phần dây này nhé. Nhớ là chúng ta sẽ phải giấu hết sợi đi đã nhá. Đây là mình chưa có giấu. Này, chúng ta luồn vào này. Nó sẽ nằm như thế này. Và khi chúng ta sử dụng ấy, sẽ luồn. Đây. Đến phần này chúng ta sẽ luồn vào cái đai này như thế này. Đó, là ok nhá. Ta được cái dây lưng. Các bạn sẽ linh động biến tấu theo cái bề rộng của cái dây nhá. Nhưng mà như mình thấy là cái khổ này nó hợp lý này. Nó cũng dễ móc hơn nữa. Chúc các bạn sẽ có được sản phẩm đẹp mắt nha.